Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 4 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn gọi là 10.000 tốc cần Bisa mạng TRX nha bạn. Thì dự án này mình sẽ test cho bạn. Hiện tại gọi là 10.000 tốc cần Bisa này là cái mạng testnet các bạn. Hiện tại ngày 5 tháng 5 này là nó đã dễ chính thức đi vào mainnet rồi đó các bạn. Thì để kiểm tra được thì các bạn cần dán cái địa chỉ TRX của bạn nè, bạn bấm vào submit. Nếu bạn nào đủ điều kiện thì hiện balance cho tất cả bạn nha bạn. Thì các bạn cần làm thêm vài bước nữa để kiếm thêm token nữa các bạn. Submit nè. Thì mình cũng đã dịch ra cho các bạn nè các bạn. Nó nói là xin chúc mừng gửi thành công, tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra để quán đổi giao dịch bất kỳ số lượng Bisa nào để nhận thêm phần thưởng 20.000 token Bisa trị giá là $40 này. Chỉ cho đổi qua sàn khi tập trung thôi các bạn. Thì các bạn sao chép cái link web này, mình để cái link mô tả với video của mình nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với cho link mình ra nè. Rồi các bạn chọn vào mục deposit, mục deposit chứ, các bạn dán cái trình duyệt nó vào các bạn, dán lên sàn GSwap, sau đó các bạn thực hiện một lệnh đổi nha các bạn, để mình có cơ hội mình nhận thêm 20.000 Bisa nè. Ok, balance sheet mình đã nhận được 10.000 rồi đó các bạn. Thì các bạn nhập vào mình quán đổi hết luôn. Rồi, bạn bấm vào exchange các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi, các bạn bấm vào confirm nè các bạn. Sau đó các bạn nhập password của mình vào. Rồi, các bạn bấm done nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn đổi xong mình qua kiểm tra ví nè các bạn. Ok, hiện tại mình đã nhận được balance, mình đã nhận thêm được 20.000 token Bisa nè bạn. Hiện tại dự án này nó đang trong chương trình mạng testnet nha bạn. Thì sau này nó sẽ đi vào mạng mainnet thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán sau nha các bạn. Vậy video mình đã đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.